chắc vừa khít luôn. Tiễn em theo chồng, ôi thế này vừa luôn nhỉ. Đấy, vâng yêu sai, xin chào các bác nhá. Này lên Bắc Giang lại nay mới khỏi chân ở vừa mà. Đấy, lên Bắc Giang để chia sẻ anh em rất nhiều cái tác phẩm mini bonsai ở đây vườn anh em ở trên Bắc Giang. Đợt này thì cũng không có nhiều thời gian rồi, vừa rồi do cái vấn đề sức khỏe nên mình cũng không đi được nhiều. Đấy, chia sẻ các bác một số tác phẩm xanh bonsai mini, tác phẩm to cũng có nhé. Dưới này trồng rất là dị. Phần trên này là những cái tác phẩm đi bonsai rất nhiều. Đây, đây những cái mini đây rất nhiều, cả cái chậu giờ này các bác sắm. Đấy, giờ này hot nhiều đồ cổ đấy anh nhỉ. Hay à? Cái này một cái tác phẩm xanh quê. Đấy, tác phẩm này thì gọi nó là Mister, gọi là Ngọc Trinh à. Em phải bỏ rẻ ra nó mới lên chơi chứ. Không, đại lên để cho nó ấm này. Ôm rồi rồi, đại có một đứa em chơi cùng này. Đại vào nó không có ánh sáng chơi. Cái này già quá các bác. Nhưng mà tưởng như là chơi trao đổi. Này xanh quê mà nhé, xanh quê mà nó già dã man. Tôi bảo là anh xem cho ra cái vỏ vỏ. Ui dồi. Chúng lại chơi với nhau. Mình bảo tôi bây giờ như này em đeo 100 thây hay là chơi kiểu quê cơ. Đây một cái tác phẩm xanh này nó là nguyên bản. Kêu nó bảo cho mày quê thây thì chơi. Bông găm tay cành thì... Mỗi tuần anh này ba cây mới xuống bày nhà mày trong cuối tuần sang quá mít à. Về là sẽ 300 ảnh chết lại chín. Đấy. À, bây giờ mà đưa cho mày không biết chăm thì mẹ chết thì bảo vệ không lo. Này bán được không anh? Quê mình em vừa mua được thì cũng là rồi, bán tốt rồi. Triệu rưỡi. Ừ thì cũng thủng thẳng thẳng cho nó vui mà. Đây cũng là một cái thủ làm liền này. Em chơi cá, bây giờ bắt đầu chơi cá thì thích chơi bonsai này. Một cốt xanh nằm điền. Cái này vừa giật xong anh? Ừ, mới gọi là ấy sơ sơ cho nó. Ông em Hiếu mà nạp công ty than ấy, bây giờ nghỉ than rồi. Rất nhiều đồ mini để anh em ngắm, chỉ là đây chia sẻ các bác này cái cốt xì. Có nhà ông, nhà bà trước ấy. Đây là một cốt xì như cái ông thần, thần tài. Cô xì rất giả nhỉ. Ừ mà ngày xưa có cái bàn bia mà. Đúng rồi, tôi chọc bia để xuống đấy. Ngày xưa nhớ cái này cô xì này mình thì chọc thức thì chia bài đánh nhông lên tạo bài. Cô xì này rất chất. Ở nhà buồn rồi đi xì nhà Đức vừa đi đăng kiểm xe được. Nó nghỉ rồi, bây giờ nó làm cái khác còn hơn cả làm ra. Về tranh thủ cái áo bây giờ là hôm nay ở trên Bắc Giang này làm to lắm. Bốt này hai người kiêu, một người khinh lặng thôi nhá. Đấy, đấy này đồ chơi lên nhà mình ngồi. Tìm mãi cả vườn không có. Có cái nhà đấy. Trong đồ chơi cái này. Bà ở đấy xây nhà cho bà ở đấy to. Gì có cái gốc cái kè đầy. Đó, đấy kè hoàng. Đấy, đây đồ chất nha, đồ nhỏ nhưng mà đồ khá chất này. Chỉ nhét một cục thôi, lấy dư hai cục nào vừa trong đấy. Nhà đúng rồi này, quay lại đi chơi. Đức cứ cho anh cái góc này to à. Anh đấy bây giờ giàu lắm. Cái này đẹp đấy anh nhỉ? Em ít đấy mày, tháng nay em có đi đâu? Ở nhà suốt. Bắt đầu vừa rồi hôm nay khỏi chân, hôm nọ đầu tháng bắt đầu mới đi đấy. Nào xuống em chơi. Đây một tác phẩm xanh quê các bác nhé. Tác phẩm xanh quê
Sen quê lá chất rất đẹp. Ô anh Giang ơi, cái này sen quê à? Hay nhiều tiền à? Hay nhiều nhiều đạn à? Nhiều đạn không ấy? Có nhiều đạn không ấy? Đẹp quá nhỉ? Cái lá này đẹp anh nhỉ? Cái này đợt trước là vừa rồi đây mới lấy chứ anh nhỉ? Anh Hoàng nhỉ? Đợt nọ vừa rồi cái này chắc vừa rồi mới lấy nhỉ? Lâu rồi mà. Ở đây. Từ trong Tết. À, trước cái đợt em lên đây chưa có anh nhỉ? Chưa có cái này. Nhiều cây đám chia sẻ anh em ngắm một số cái photo to hơn tí nhé. Tầm này đang nắng chiều, đang hắt ngược, quay nhìn hơi khó tí. Đây một số cái tác phẩm xanh, hàng to đang tạo tác này. Con này cái đường chạy nó rất là khó mọi người nhé. Này cái đường chạy cây này. Cái đường thân pháp nó chạy cổ ngọn, nói chung là nó thuộc cái dòng thân cốt cổ hạ đi để anh em làm lại. Đấy. Vì ngày xưa bây giờ nó mới có những cái cốt cổ như này. Đấy, đường chạy rất khó chịu. Anh em Bắc Linh cũng đang câu lạc bộ 99 cũng đang ở trên đây thăm ngắm. Đây có một cái cốt xanh Nam Điền đẹp quá. Cốt xanh này cốt này nó cực già rồi, bông tay nó đang vào hoàn thiện. Thần pháp cốt nó rất là gấu. Về quá anh em ạ. Không đi thôi chứ đã đi là rất máu mua, rất máu xem mua cây các anh nhé. Đây cũng là một cái cốt xi. Đấy, cốt xi này cái chất của nó phải nói là cũng rất là gấu này. Đấy, chất xi cây rất đẹp. Cái này là vừa rồi mới lên đá quý vị các bạn nhé. Cái chất xi này thì chất xi nó quá lở rồi. Đấy. Phẩy hết nó chấm luôn. Ngoài kia còn khá nhiều nhưng mà nó ngược lắng quay hơi khó. Đây vẫn còn rất nhiều đồ mili này. Đây cũng là một cái cốt xanh quê. Dòng xanh này rất là lu. Đấy, cái này bông tay cũng đang tương đối rồi, tay 1, tay 2. Rất nhiều mầm lu thân này, dòng này nuôi lu nó lở rất là phê rồi. Đấy, xì. Mùa hè này là các bác chăm cây cho nó thật tốt. Bởi vì nắng này, mùa này là cũng làm điền nó rất là nhạy cảm thôi nhé. Làm điền, xanh làm điền nó rất nhạy cảm, nó sẽ rất là cháy, lắng, nguy hiểm lắm. Đây có một con si thân pháp cũng rất lưu này. Chất rất là. Đa số mùa này thì cây rất tốt này, cũng không chia sẻ nhiều cái tác phẩm nào. Rồi mình chia sẻ lướt lướt một chút thôi. Một tác phẩm si cổ. Wow, tác phẩm si cổ nguyên bản, kỳ đá bệ bãi. Đây, tác phẩm này phải là đường những cái đường thân chạy này. Đây tất cả những hệ thống này của nó là nguyên bản hết nhé, nguyên bản tận núi ngọn luôn, giả lắm. Nhưng đây là nó thuộc những dòng cổ nguyên bản rồi. Vừa rồi anh em chắc mới đi đá đây này. Cái lá to to đấy, ông cầm một cái lá to to đấy. Đấy, ví dụ như cái thế. Cái này bây giờ như thế là về cái độ
xịn xò nguyên bản này thì quá là chất rồi. Chân trên này các bác xem cái phần nó dàn đầu canh này em. Đây là xanh quê nhé, toàn những cái cốt xanh quê lu cục à, rất chùn chìn. Chết quá nhỉ, nó hơi bị tốt nên không quay các bác ngắm cốt nhiều. Làng cây dạo này cũng khá là nóng. Đấy, chia sẻ một số cái hàng mili ở vườn anh cũng khá nhiều cái cốt đẹp đấy. Nhưng mà ông phải bới ra để cho nó lộ mặt. Đây có xì đẹp lắm rồi. Vườn này đang ngược lắng một tí, quay hơi khó một tí để tí nữa thì mình sẽ chia sẻ sau nhé. Để phủ kín mặt bạn. Tháng này đây nhà đại ca Mr. Giang chơi. Anh ấy nhận lại cho anh cây. Đó, xoay xoay đi. Đấy, chia sẻ với các bác, đây là một cái tác phẩm xanh quê. Thì đúng là đi cũng rất nhiều nhưng để một tác phẩm xanh quê như thế này thì cái video thì vừa nãy Sa đã chia sẻ qua các bác rồi. Tác phẩm xanh quê này một tác phẩm quan trọng là xịn xò nguyên bản, một cây xanh quê rất đẹp. Cái bè của nó là hai cái thân đường chạy và lu rất ghê gớm này. À, nó quay cũng anh bên này đây, bắt ngang. Có lét không? Em cảm ơn anh nhé. Em nhá. Tháng trước xưng chân không đi được. Tháng này hôm nay mùng 6 thì là ngày đẹp, cũng là đẹp để nhượng lại cho em Yên ở cây xanh quê. Em mới về và em chơi. Tôi phải giải quyết đi thì cảm ơn em. Rồi, cảm ơn anh nhé. Nào là em giữ nguyên cái máy để mà. Cảm ơn anh nhá. Chúc em về nhá. Nó cái này cao khoảng tầm 80-85 anh nhỉ. Đây xem nào. 2 này, 4 này, 6 chắc khoảng tầm 82. Quan trọng cái là nó cái độ nguyên bản của nó các bác nhìn này. Mình kết nhất là cái màu da cây các bác này. Đấy, quay gần để các bác biết này. Đây là chưa xịt nước nhá. Mà da cây nổi như này. Cái bẹ của nó thì chấm hết rồi. Cái đường thân cây nhé, thân cây các bác xem cái đường quay gần một chút này. Nhưng để mà xanh quê mà da này có phải gọi là cái loại da cực chất rồi các bác ạ. Đây, cái mặt sau còn đẹp nữa này. Quay lên ảnh thì nhìn nó hơi bé thôi nhưng mà nó thân này không bé, các bác mình chách tay vào này này. Cái chỗ này của nó phải già, đây là cây già thật sự, địa y thật sự. Và cái bẹ của nó thì tôi hết nước chấm luôn. À, rất cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi mình chia sẻ cái đi có lọc tay cành cũng khá là đẹp rồi. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Cái này chắc vừa khít luôn. Tiễn em theo trống ui thế này vừa luôn nhỉ. Vừa đây nhỉ. Vừa. Đang cho cụ lên xe nhé, nhưng mà hơi chặt một tí các bác ạ. Khả năng anh em là phải em vẫn ngồi trong được không nhỉ, hay về phải... Đúng rồi đấy. Đây. Quay này về để lâu lâu xem cho nó vui. Ông anh được cái ông anh này bán cây chăm sóc rất tận tình các bác nhé. Như bác sĩ. Hai người nhớ rồi anh. Anh Thùy thử nhắc cho này. Đâu? Ông ấy không biết nhắc đâu, tí chờ anh thôi. Ô răng anh sao đây? Chảy máu à? Đi ra chảy ngoài. Dạ. Nó nhiệt. Nhiệt này. Không một cái kia được rồi anh, không cần bì đâu. Cái này đất nó khô mà, tí về phải phát sạch.
Ở đây nhấp lên được anh. Nhấp luôn lên đây được anh, không cần cái đấy đâu. Sao nó bật? Không đây, cái đất khô mà. Tí này em tính 100.000 rửa xe rồi. Phải đấy mà. À, không vừa có xe mua được không, để em xuống nhá. Đấy giời. Anh Thùy đợi thôi. Đấy. Mình sẽ kéo cái gì trong ngoài á. Kéo cái gì trong ngoài. Rồi, cứ cho vào đi. Thì phải phát sạch mà. Ui giời, một cái cây xanh quê, gọi là xanh quê cổ vật luôn các bác ạ. Vẫn vừa anh, nào từ từ sẽ kéo vào tí này. Nào. Vừa đấy anh, vừa. Thôi, bây giờ để nguyên đấy, Vâng. Để anh lấy cái kia. Một pha chuyển cây phải nói rất cồng kềnh. Lấy bia làm gì? Sau lần sau phạt mẹ cái ông taxi này. Cái tội đi chở cây mà cây lại, cái xe lại thấp. Quá. Gặp cái bao các bạn. Thì. Gặp okay. Cái chỗ tối. Ôi, lấy cái bìa. Bấn. Đây, gặp cái phần lớp vào trong. Đây, em lấy cái bìa. Ra đây nhìn, nhấc này nhìn nó sáng cây anh nhỉ. Ừ. Ui dồi. Các bạn. Phải là một cái con cổ vật. Sắp đi khoảng tầm mấy phân nữa đẹp anh nhỉ. Không sao, nó hơi tì cái chỗ đấy. À và cứ thế sau kéo nó vào nó có cái vết trượt. Mai. Anh lên xe để anh kéo vào. Cầm xem anh. Kéo anh nghiêng thế nhỉ? Từ đây anh. Hơi kiêng tí. Vào đây. Cứ thế nó trượt vào mà. Cứ thoải mái đi, được rồi, thoải mái. Nào, này không quan trọng. Ôi, ok. Thôi rồi, thế rồi. Kéo lên ô tô. Thôi rồi, phải xong. Xe này phanh tay chưa? Không kéo phanh tay hay sao? Không cả đấy. Em không, em khóa. Thôi rồi, thế này đến nguyên rồi. Khóa. Lốt cái này vào để nghiêng cái chậu lên đây. Khóa P, kệ nó vàng vàng đây, xong để tí tí em gì. Em lái xe sang rẽ bên kia.